VN Index có phiên tăng tốc bất hành dù nhóm banh được kéo mạnh. Cụ thể thì thị trường mở cửa với sắc xanh lan tỏa trên hầu hết nhóm ngành nhờ động lực chính đến từ nhóm ngân hàng dậy sóng, với những cổ phiếu như STB hay HDB tăng bốc ngay đầu phiên, giúp chỉ số nhanh chóng tiến sát mốc 1.290 điểm. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, thanh khoản đột ngột hụt hơi khiến VN Index có lúc nhúng đỏ xuống dưới tham chiếu. Dù sau đó thị trường hồi phục lại một phần, nhưng với cú giảm phiên ATC thì VN Index quay lại đóng cửa ở mức gần như không đổi so với phiên hôm qua, chỉ nhích nhẹ 0,03 điểm lên 1.281,47 điểm. VN30 tích cực hơn một chút khi tiến 3,13 điểm lên 1.326,67 điểm, tương ứng mức tăng 0,24%. Bên cạnh điểm sáng của phiên giao dịch nằm ở một số mã ngân hàng thì hầu hết các nhóm ngành khác đều phân hóa, trong đó có các nhóm thép, dầu khí, dệt may lại cho thấy sự ảm đạm nhất. Về phân tích kỹ thuật, VN Index bứt phá không thành công và lại một lần nữa chịu áp lực điều chỉnh khi áp sát vùng đỉnh cũ quanh ngưỡng 1.290 đến 1.300 điểm. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp, chỉ số đi ngang và khả năng cao là thị trường sẽ không có biến động gì quá lớn trước khi chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Về cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý, thông tin được thị trường quan tâm nhất hôm nay là việc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng đã cho vay từ 80% trở lên so với kế hoạch đầu năm 2024. Đây được cho là tín hiệu tích cực với nhiều nhà băng có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành như HDB, ACB, TCB, LPB. Đồng thời giúp thị giá của nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh như STB tăng 3%, HDB 1,1%, MB Bank 0,8%, ACB 0,6%, LPB 0,3%. Cổ phiếu STB ghi nhận mức tăng cao nhất nhóm khi có lúc tiến gần 4,6%, một phần đến từ tin đồn về việc Ngân hàng Nhà nước đã thông qua đấu giá cổ phần tại ngân hàng này. Nằm trong top ảnh hưởng tích cực đến thị trường còn có một số mã bất động sản như Vinhome tăng 1,5%, BCM 2,9%, trong khi hầu hết các cổ phiếu khác cùng ngành lại kết phiên trong sắc đỏ. Riêng cổ phiếu Vinhome đã đóng góp cho chỉ số khoảng 0,6 điểm, đồng thời ghi nhận đà tăng trưởng hơn 20% kể từ mức đáy hồi đầu tháng. Trong bối cảnh Vinhome được dự đoán có thể sử dụng toàn bộ lượng tiền dòng của 1 đến 2 quý tới đây nhằm thực hiện việc mua lại 370 triệu cổ phiếu quỹ. Liên quan đến nhóm Vingroup thì mới đây cũng có thông tin tập đoàn này đã tất toán nhiều lô trái phiếu quốc tế có quyền chuyển đổi thành cổ phần tại VIC, VinFast và Vinhome với tổng số tiền lên đến hơn 900 triệu đô la Mỹ. Nhiều đại diện nhóm chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng tốt. Trong đó, VND tăng 1,3% khi VN Direct vừa thông báo trả cổ tức năm 2023 bằng tỷ lệ 5%, dự kiến thanh toán ngày 25 tháng 9. Ngoài ra còn có DSC tăng 3,6%, BSI 0,5%, TVS 0,9%. Ngược lại, mặc dù có thông tin SSI sắp phát hành 453 triệu cổ phiếu để lấy lại ngôi đầu về 4 ngành chứng khoán từ VND thì cổ phiếu SSI lại giảm nhẹ với thanh khoản ảm đạm phiên hôm nay. Đáng chú ý khác là cổ phiếu VIX khi bất ngờ vươn lên dẫn đầu thanh khoản trên sàn với 54,5 triệu đơn vị khớp lệnh, nhưng giá cổ phiếu chỉ tăng nhẹ 0,8%. Cổ phiếu họ APEC đồng loạt tăng mạnh như API 3,5%, IDG 1,5%, APS 1,4%. Một số cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý khác còn có DBC tăng 1,2%, HNG 2,8%, DCM 0,9%. Về cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý, nhóm bất động sản vẫn là tác nhân kéo thị trường đi xuống khi mà một loạt mã giảm điểm như PDR 2,1%, CEO 1,8%, DXG 2,2%, TCH 0,8%. NVL giảm 2,3% trong bối cảnh nhóm cổ đông liên quan đến chủ tịch Bùi Thành Nhơn liên tục hạ tỷ lệ sở hữu tại Novaland. DIG tiếp tục lùi 0,8% mặc dù Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp vừa có thông tin phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ và một số động thái khác nhằm trấn an nhà đầu tư. Nhóm dầu khí cũng bao trùm trong sắc đỏ phiên hôm nay với BSR và PLX giảm 1,2%, OIL 0,7%, PVD 1,1%. Cổ phiếu VCI của chứng khoán Vietcap mất tới 2,9% với thanh khoản cao nhất trong 2 tháng trước thông tin bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ của ông Tô Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, vừa đăng ký bán ra 13,2 triệu cổ phiếu này. Thông tin trên cũng đã khiến cho cổ phiếu VCI có lúc giảm đến hơn 2% phiên hôm qua. Cũng liên quan đến việc cổ đông lớn thoái vốn thì ông Phan Ngọc Hiếu, một thành viên mới tham gia hội đồng quản trị tập đoàn PC1, đã đăng ký bán ra toàn bộ lượng cổ phần mà ông này sở hữu, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Phản ứng với tin tức này, cổ phiếu PC1 điều chỉnh 1,6%.
Một số cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý khác còn có LDG 2%, EIB 2,4%, SBT 2%, QCG 5,3%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 96 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Tâm điểm bán ròng vẫn là HPG 129 tỷ, VCI 90 tỷ. Ngược lại, họ đang mua ròng FPT 112 tỷ, STB 111 tỷ. Về thị trường phái sinh, tương tự với cơ sở, thị trường phái sinh giao dịch cả phiên trong sắc xanh. VN30 F1M đóng cửa ở mức 1.326,8 điểm, tăng 4,7 điểm so với phiên trước đó. Về thị trường chứng khoán thế giới, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ tư trước. Cổ phiếu Nvidia tụt 2,1% trong phiên và tiếp tục mất thêm gần 7% trong phiên giao dịch kéo dài, mặc dù ông lớn ngành bán dẫn đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của phố Wall. Ngược lại, cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway đã tăng hơn 1,2%, từ đó công ty của Warren Buffett đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên không thuộc lĩnh vực công nghệ có vốn hóa vượt qua mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ. Thị trường châu Á chủ yếu giảm vào thứ Năm. Trong đó, việc các nhà đầu tư đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của nhà sản xuất chip Nvidia đã ảnh hưởng nặng nề đến các chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc và Đài Loan. Cuối cùng là thị trường hàng hóa và tiền tệ. Giá xăng trong nước hôm nay ngày 29 tháng 8 được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp. So với cách đây 7 ngày, giá xăng E5 giảm 90 đồng một lít, giá bán là 20.330 đồng một lít. Giá xăng RON 95 hạ 210 đồng một lít, giá bán còn 21.100 đồng một lít. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!